Xin chào các bạn. Ngày hôm nay tôi xin phép được chia sẻ cùng tất cả mọi người một cái câu chuyện liên quan tới tư duy của người giàu và người nghèo. Và vì sao thì ngay cả trong lúc như đại dịch nCoV thế này thì người giàu người ta vẫn không cảm thấy quá lo lắng, còn người nghèo chúng ta thì sẽ cảm thấy vô cùng là khó khăn và áp lực. Cái tư duy đầu tiên đó là cái người nghèo ấy, khi mà người ta gặp một vấn đề gì đó thì thường cái câu nói đầu tiên bao giờ cũng là ôi rồi ôi tôi bị bất ngờ quá, và rằng là cái cuộc đời này quá bất công, tôi đang chuẩn bị đi làm thì tự nhiên lại gặp cái dịch nCoV thế này thì tôi biết xoay sở ra làm sao và làm sao tôi có thể có đủ tiền để mà sinh sống đây. Thế còn người giàu thì người ta cũng cảm thấy bình thường thôi, bởi vì là thứ nhất là cái của cải tích lũy người ta có, nhưng mà thứ hai nữa là ngay cái dịch này thì trong khi người nghèo đang mải lo kêu ca thì những người giàu người ta tiếp tục là nắm bắt các cơ hội kinh doanh phát sinh trong thời kỳ dịch, và người ta sẵn sàng các cái điều kiện và các cái nguồn lực để mà nắm bắt được những cơ hội tuyệt vời nghìn lần có một này. Ở đây tôi muốn nói rất nhiều về cái sự chuẩn bị và cái sự chủ động trong con người chúng ta. Nhân chi sơ tính bản lười, tôi hay nói đùa với nhân viên của tôi như vậy, bởi vì con người sinh ra thì ai cũng có một cái hoàn cảnh giống nhau, ai cũng có một cái điều kiện ban đầu giống nhau và cũng có một số lượng thời gian giống nhau để chúng ta chuẩn bị những cái điều kiện cần thiết trước khi bước vào tuổi trưởng thành. Nhưng thật đáng tiếc là trong cái thời kỳ mà chúng ta còn thanh niên, trong thời kỳ mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta đã bỏ qua những cái cơ hội để trau dồi kiến thức, để nâng cao kỹ năng và học tập rèn luyện. Vì vậy là ngay cả trong cái quãng thời gian nghỉ dịch này cũng vậy thôi, trong khi những người giàu người ta vẫn tiếp tục học tập, người ta vẫn tiếp tục rèn luyện và người ta vẫn tiếp tục nắm bắt các cơ hội, đồng thời vẫn lạc quan và tích lũy các cái điều kiện khác để có thể sau khi dịch người ta có thể trở lại quay làm việc được luôn, thì những người nghèo vẫn tiếp tục đắm chìm vào những cái bộ phim dài tập, vẫn tiếp tục ngồi gọi là nhậu nhẹt cũng được, nhưng mà gọi như tụ tập ăn uống trong gia đình. Và đặc biệt là cứ thẫn thờ ngồi chờ cái dịch trôi qua và phụ thuộc vào những thông báo báo của chính phủ về việc là ngày nào sẽ dỡ bỏ giãn cách. Thế thì ở đây trong cái lúc trẻ thì tôi vẫn nói là thông minh đâu thì tới trẻ và khỏe đâu thì tới già. Thế như vậy có nghĩa là khi mà trẻ chúng ta còn cái sức khỏe rất là tốt, vì vậy là tôi không cần anh chị em thông minh và cũng chẳng cần chúng ta có quá nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng mà chúng ta mang cái sức khỏe chúng ta ra, đúng không ạ? Chúng ta kéo dài thời gian học tập, kéo dài thời gian rèn luyện, và rồi chúng ta cũng cố gắng đọc sách, mày mò sử dụng các cái phần mềm ở máy tính và cũng không ngừng là đi học, ví dụ học bán hàng chẳng hạn. Ví dụ như mỗi một ngày chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái xe đạp của chúng ta, cái xe máy của chúng ta để đạp đi từng nhà, giống như chiến dịch nCoV đấy, gõ từng nhà, ra từng người, đúng không ạ? Và chúng ta có thể biết được là cái nhu cầu khách hàng là gì, chúng ta cũng có thể nắm bắt được tâm lý khách hàng. Chúng ta tập tọng bán những cái sản phẩm rất là nhỏ thôi với số vốn ban đầu rất ít, thế nhưng mà chúng ta đã bỏ qua quãng thời gian rất lãng phí đấy, để rồi chúng ta chỉ được một mảnh bằng đại học, một mảnh bằng cao đẳng, nhưng mà kiến thức thực tiễn của chúng ta là không có gì nhiều. Vì vậy là khi mà ra trường thì chúng ta vô cùng là bỡ ngỡ, và vì không có thời gian là chúng ta rèn luyện. Vì vậy là khi mà ra trường thì trong khi mọi người có thể là tiến được những bước tiến đầu tiên thì chúng ta vẫn cảm thấy là chúng ta chưa được trang bị bất kỳ một cái kiến thức hoặc kỹ năng gì cả, và thế là chúng ta vẫn tiếp tục là đổ lỗi cho nhà trường, đổ lỗi cho gia đình đã không tạo điều kiện tốt. Thậm chí có một số người, tôi phải dùng từ là vô ơn, đã quay lại đổ lỗi cho gia đình là không tạo điều kiện tốt nhất cho con cái để mà gọi như là con cái có được cái điều kiện tốt đẹp giống như người ta. Khi mà tôi xem những cái bộ phim nói về những cái gia tộc ở trên thế giới, dù đó là Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản, thì tôi mới thấy rằng là dân tộc Việt Nam chúng ta có một cái thiệt thòi, đó là không có nhiều cái gia tộc được hình thành ở trong quá khứ và truyền lại cái tinh thần kinh doanh và tinh thần gọi như là khởi nghiệp đó cho các thế hệ về sau. Cũng là do đất nước bị rơi vào cái tình cảnh chiến tranh và cũng như là những cái khó khăn trong quá khứ. Thế nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta hòa bình rồi thì đúng ra chúng ta phải guồng lại cái bộ máy của chúng ta, guồng lại cái tốc độ làm việc của chúng ta gấp nhiều lần so với các quốc gia tôi vừa kể trên. Thế nhưng mà chúng ta lại cũng làm việc rất là hời hợt và cũng không có nhiều sự cố gắng để bù đắp lại. Vì vậy là tôi nghĩ đến cuối cái thế kỷ 21 này thì liệu Việt Nam chúng ta có bao nhiêu cái gia tộc có thể là hình thành và để lại cho đời sau, thì đây là một điều chúng ta hết sức quan tâm. Và nếu như đến cuối thế kỷ 21 này chúng ta vẫn không thoát được ra cái tình trạng là một nước kém phát triển hơn các quốc gia trong khu vực,
nếu không muốn nói là không thể đảm bảo được là một cái nguồn lực đủ mạnh, con rồng con hổ ở châu Á thì chắc chắn là lỗi tại chúng ta rồi, đúng không ạ? Thế khi mà tôi xem những bộ phim như vậy, tôi nhìn vào các gia tộc thì tôi mới thấy rằng thứ nhất là ngay từ thời kỳ nhỏ bé, những cậu bé và cô bé, những gia đình này không hẳn đã được nhận một cái sự chiều chuộng hoặc là một cái sự bảo bọc của bố mẹ đâu, mà họ cũng đều phải lăn lộn đi làm việc và cũng phải nhận những cái đồng tiền từ mồ hôi công sức của mình, và thậm chí được đào tạo rất là gay gắt bởi những cái ông bố và những cái bà mẹ cũng rất là nghiêm túc và nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái của mình. Và rồi khi mà họ học, họ cũng phải trải nghiệm, họ cũng phải thực hành những cái lý thuyết, và họ cũng được đưa vào những cái môi trường mà rất là cạnh tranh. Ví dụ chúng ta đang học ở đại học ở Việt Nam thôi thì sự cạnh tranh nó rất là vừa phải. Buổi sáng đi học, buổi chiều trà đá, lang thang vỉa hè, đúng không ạ? Quán chợ. Thế nhưng mà những cái người mà con những gia đình gia thế như thế thì họ cũng đã được đưa sang quốc gia như là Đức, như Thụy Sĩ, như Mỹ, như Nhật, và có một cái môi trường cũng gọi là tiếng Anh gọi là rất là fighting, tôi cũng rất là tính chiến đấu rất là cao để mà họ trưởng thành hơn và đem về tổ quốc những cái kinh nghiệm, những cái bài học xương máu, chứ không phải là dễ dàng gì họ có thể có được nếu mà học hành và thực tập một cách nó hời hợt, đúng không ạ? Thế cho nên tôi nghĩ rằng là ở đây ấy, tôi thấy có rất nhiều các cái bạn trẻ nói với tôi một câu là, tôi hỏi là ví dụ năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, thì các bạn bảo là năm nay em 30 tuổi rồi. Thì tôi hỏi thêm là thế em đã có vợ có con chưa, thì có rất nhiều người nói là gì, em chưa có vợ có con bởi vì em đang khó khăn và em cũng đang mải mê công việc, khi nào công việc ổn định thì em sẽ lấy vợ lấy chồng có con, vân vân và vân vân. Thế thường thì tôi có một chút suy nghĩ là cái việc mà lấy vợ lấy chồng hay là quyết định bao giờ thì có một cuộc sống riêng hoàn toàn ấy, thì nó hoàn toàn tùy thuộc vào các bạn. Tôi tôn trọng tất cả quyết định như vậy. Thế nhưng nếu cần thiết đưa ra một lời khuyên thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta cứ có cái này chúng ta lại phải từ bỏ đi một cái khác, và chúng ta cứ mất quá nhiều thời gian để cái gọi là chuẩn bị điều kiện và nguồn lực để rồi chúng ta mới có thể đón bắt các cơ hội, thì như vậy tôi nghĩ là không nên. Bởi vì thế tại sao chúng ta không suy nghĩ lại là chúng ta vừa có thể lấy vợ, chúng ta vừa có thể lấy chồng, chúng ta vừa có thể sinh con, chúng ta vừa tách ra khỏi bố mẹ mà chúng ta có một cuộc sống riêng, có thể nó rất là khó khăn. Thế nhưng mà đây là cuộc sống riêng, đi theo con đường riêng do mình lựa chọn. Rồi là hai vợ chồng cùng với cả con cái cùng nhau khắc phục khó khăn để tiến về phía trước, và vẫn học tập, vẫn rèn luyện, vẫn phát triển được sự nghiệp. Chứ tại sao chúng ta lại cứ phải có cái nọ mất cái kia? Tôi nói thật ở đây, nếu chúng ta nói sự nghiệp vĩ đại như là Bác Hồ, như là những cái vĩ nhân khác trên thế giới, thì bảo rằng chúng ta phải hy sinh cái cuộc sống riêng để mà chúng ta có sự nghiệp lẫy lừng như vậy. Thế nhưng mà ở đây là chúng ta sự nghiệp gì? Chúng ta cũng chỉ là cái tìm một công việc ổn định trong một cơ quan, hoặc là chúng ta tham gia kinh doanh, hoặc chúng ta buôn bán, hoặc là chúng ta cũng gọi là đi học tiếp lên thạc sĩ rồi tiến sĩ. Thế nên những cái việc đấy mà nếu nói là sự nghiệp thì đúng là có lẽ hơi lớn quá. Và vì chúng ta cũng rất là tự tin vào bản thân và chúng ta thấy rằng chúng ta không đủ cái nguồn lực để chúng ta có thể phân ra, chúng ta có thể nắm bắt được tất cả cơ hội khác nhau. Cho nên vì vậy là chúng ta rất hay lấy lý do là được cái nọ phải mất cái kia. Đó chính là tư duy thứ hai của người nghèo. Tức là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là làm giàu có nghĩa là chúng ta phải đánh đổi, lấy hạnh phúc gia đình, lấy sự nghiệp ổn định hay là hy sinh con cái, vợ chồng, tình cảm riêng. Mà chúng ta lại không nghĩ rằng cái tư duy người giàu, tức là người ta rất là tham vọng, nhưng người ta có kế hoạch và đặc biệt người ta cần phải có một sự chuẩn bị hết sức nghiêm túc và tập trung cho những mục tiêu của mình, thay vì việc là làm theo kiểu được chăng hay chớ. Cho nên vì vậy tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể xem lại, ví dụ như là những con người như là ông chủ của Amazon hay là Microsoft, hay là ở Việt Nam những cái người mà người ta có những sự nghiệp rất là huy hoàng. Trước tôi làm việc ở trong lĩnh vực về tài chính ngân hàng, tôi biết rằng rất nhiều các ông chủ ngân hàng là cũng lấy vợ là dựng chồng ở cái tuổi gọi như là 21, 22, tức là vừa tốt nghiệp đại học ra, thậm chí có một số anh còn là lấy nhau khi mà đang học đại học, vượt qua rất nhiều cái gian truân khó khăn như vậy. Nhưng mà các cụ nhà mình nói rồi, thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Khi mà chúng ta mà có vợ có chồng, chúng ta có một cái trách nhiệm đối với cuộc sống riêng của chúng ta không phụ thuộc vào bố mẹ, không phụ thuộc vào gia đình lớn nữa. Rồi là chúng ta cũng phải sinh ra những đứa con, chúng ta phải có trách nhiệm nuôi nấng chúng. Và thế là chúng ta mới thấy rằng là cái áp lực về kiếm tiền, về kinh doanh, về thăng tiến trong sự nghiệp nó quan trọng như thế nào. Và chúng ta không thể nào có tư tưởng là bỏ cái này để có cái kia, mà chúng ta hoàn toàn cần phải là ổn định được cả hai cái mặt trận đó. Chưa kể là còn một số hoạt động khác nữa về phát triển bản thân, rồi là giúp đỡ cộng đồng và xã hội, thậm chí là ba bốn cái lĩnh vực khác nhau. Cho nên tôi nghĩ rằng là không có gì mà chúng ta phải hy sinh, mà chúng ta cần phải là cố gắng phát triển đồng thời.
Và tôi nghĩ rằng là cái dịp dịch 2019 này là một cái cơ hội tuyệt vời để mà chúng ta có thể là dừng lại để kiểm tra lại cái quá trình hoạt động của chúng ta như thế nào. Thế thì theo cái tư tưởng của chúng tôi gọi cái từ nó rất nặng, là nếu như mà chúng ta vẫn tiếp tục lười biếng, chúng ta vẫn làm việc theo kiểu hời hợt như vậy, thì quá trình đó nó sẽ tạo ra những con người bất lực. Từ bất lực ở đây chúng ta đừng hiểu rằng là gọi như là yếu sinh lý, không phải vậy đâu ạ. Mà bất lực tức là chúng ta nhìn thấy một cái cơ hội nhưng chúng ta hoàn toàn không có đủ cái nguồn lực để mà đón nhận nó. Chúng ta thiếu kiến thức, chúng ta thiếu kỹ năng, chúng ta thiếu trải nghiệm, chúng ta thiếu cái gọi là các mối quan hệ để hỗ trợ. Cho nên vì vậy là chúng ta cảm thấy vô cùng là bất lực. Và chúng ta bất lực thì chúng ta rất dễ dẫn tình trạng tiếp theo nó gọi là bất tài. Bởi vì là chúng ta không học, chúng ta không đọc, chúng ta thấy cái gì cũng yếu ớt để mà có thể đón nhận. Chúng ta thiếu đi sự tự tin và chúng ta sẽ bất tài. Bất tài thì chắc chắn là sẽ gọi như là sinh ra bất mãn. Và cái quá trình bất mãn này nó sẽ tiếp tục là truyền lại cho những cái người xung quanh và truyền lại đặc biệt nguy hiểm là cho con cháu chúng ta. Cho nên vì vậy là chúng ta cần phải có những khát vọng xây dựng những cái tập đoàn của gia đình, ví dụ như là Craybon của Hàn Quốc, đúng không ạ? Hay là các cái tập đoàn nổi danh của Nhật Bản, họ cũng là những quốc gia châu Á, họ cũng gặp khó khăn và họ cũng rơi vào những cái tình trạng về khan hiếm tài nguyên hay là nguồn nhân lực già cỗi. Thế nhưng mà thay vì kêu ca phàn nàn, đổ lỗi cho người khác và trông chờ một điều kỳ diệu xảy ra, thì các quốc gia này, đặc biệt là những người dân ở các quốc gia này, đều gọi như chủ động để bẻ cái bánh lái để mà thay đổi cái cuộc đời, thay đổi cái hướng đi con tàu của mình, thay việc là trông chờ vào việc là trời sẽ đổi hướng gió. Vì vậy một câu nói rất hay đó là bạn không thể thay được hướng gió, nhưng bạn hoàn toàn có thể thay được cái cánh buồm. Và cái cánh buồm đó sẽ thay đổi được hay không, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái suy nghĩ và hành động cụ thể của các bạn, đặc biệt các bạn trẻ ngay từ ngày hôm nay. Vì vậy nếu như các bạn vẫn tiếp tục là ngồi trông chờ, nếu các bạn vẫn tiếp tục là nghĩ rằng là mình còn quá trẻ, mình không gọi như là có đủ cái điều kiện và thời gian để làm, thì mai sau bằng những tuổi như chúng tôi đây 40 rồi, thì đã gọi như là người ta đã có thể là nắm giữ các vị trí vô cùng là quan trọng, đã tạo dựng được những sự nghiệp tương đối là lẫy lừng, tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người rồi, thì chúng ta vẫn tiếp tục là gọi như là ăn bám bố mẹ, rồi là ỷ lại vào nhà nước, rồi là vẫn tiếp tục đổ lỗi cho nhau trong gia đình giữa vợ và giữa chồng. Cho nên đây là một cái tư duy rất là đáng ngại. Và cái tư duy này nó sẽ được thay đổi bằng cách đó là chúng ta thôi về cái việc là chúng ta trông chờ sự giúp đỡ người khác đi. Cái việc những người nghèo vì những hoàn cảnh vô cùng là đặc biệt, hoặc là những cái người mà người ta bị thiếu hụt đi một phần cái cơ thể, người ta không thể nào mà người ta có thể tự làm được như người bình thường, thì chính phủ và xã hội và cộng đồng sẽ có trách nhiệm là giúp đỡ. Thế đúng không ạ? Thế còn với chúng ta thanh niên đầy đủ chân tay, thay vì dành quá nhiều thời gian để nghe những cái clip hài nhảm này, hay là xem những bộ phim truyền hình dài tập nó không đâu vào mấy đâu cả, nó cũng chẳng ứng dụng trong thực tiễn mà nó quá là dài và cũng chẳng rút ra bài học gì, thì chúng ta hãy dành thời gian đó để học tập đi ạ. Thay vì việc là ngồi chờ cái bánh mì miễn phí, thì chúng ta hãy đi tìm những cuốn sách, đi tìm những cái bài giảng, đi tìm những người thầy để tầm sư học đạo. Và quan trọng hơn cả là chúng ta hãy bắt đầu cái sự nghiệp của chúng ta, hãy khởi nghiệp đi ạ. Đừng nghĩ rằng là khởi nghiệp phải là chúng ta có đầy đủ nguồn lực như là Tiki hay là Vinagame hay là cái gì đó, mà chúng ta hãy khởi nghiệp bằng những gì mà chúng ta yêu thích nhất, bằng những gì mà chúng ta cảm thấy chúng ta đem được nhiều giá trị cho cộng đồng nhất, và những gì mà chúng ta yêu thích nhất. Và mỗi người hãy đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội một cái giá trị, và đồng thời hãy nâng cao cái đẳng cấp của mình lên, cái vị trí đứng của mình lên. Đừng quá gọi như là thụ động và đừng quá là trông chờ vào một cái gì kỳ diệu nó sẽ xảy ra. Và cái mục tiêu của chúng ta rất rõ ràng là ở cuối thế kỷ 21 này, chúng ta sẽ cần có nhiều gia đình giàu có mà tạo thành những cái đứa con có tư tưởng giàu có nhiều cái tập đoàn đem lại giá trị cho cộng đồng và tiếp nối những cái truyền thống tuyệt vời của ông cha ta hàng trăm năm trước đã cố gắng bảo vệ đất nước, rồi là đấu tranh để mà gìn giữ cái tổ quốc non sông gấm vóc Việt Nam này. Và chúng ta cũng đừng có tự hào rằng là chúng ta đang là rừng vàng hay là biển bạc, rồi là mọi cái sẽ thuận lợi đối với chúng ta đâu. Mọi cái bất ngờ nó có thể xảy ra, mọi cái điều tệ hại hơn cả dịch nCoV-19 này nó có thể xảy tới. Cho nên vì vậy chúng ta vẫn tiếp tục là giữ vững cái quyết tâm và đừng bao giờ lãng phí thời gian của tuổi trẻ. Và tôi tin rằng là chúng ta sẽ thành công, và đặc biệt là hãy đừng thành công một mình, hãy chia sẻ câu chuyện cảm hứng của mình cho người khác để nhiều người thành công hơn. Đó là vai trò và sứ mệnh của chúng ta, những người trẻ Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều.